Thay mặt những người thực hiện, Huỳnh Như xin kính chào quý khán giả đang xem chuyên đề khuyến nông Hậu Giang của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Thưa quý khán giả, năm nay hạn mặn khốc liệt hơn nhiều so với năm 2016. Nông dân nhiều nơi phải tốn kém chi phí rất nhiều để tìm nước ngọt, tưới cây trồng vì không chủ động dự trữ nước. Bên cạnh đó, thì một số diện tích lúa đông xuân ở các tỉnh bị thiệt hại với diện tích hơn 40.000 hectare. Tuy không nhiều như năm 2016, nhưng đời sống của người dân cũng bị xáo trộn. Tại Hậu Giang, với nhiều giải pháp đồng bộ đã thực hiện thắng lợi vụ lúa đông xuân và có nhiều cách làm mới để dự trữ nguồn nước ngọt, đảm bảo sản xuất hiệu quả. Trong chuyên đề khuyến nông Hậu Giang ngày hôm nay, xin chuyển đến quý khán giả những kinh nghiệm của nông dân trong việc sống chung với hạn mặn. Nông dân Hậu Giang đã thu hoạch gần xong 77.000 ha lúa đông xuân với năng suất trung bình 7 tấn 7 một ha. Có thể được gọi là một vụ trúng mùa được giá với giá cả trung bình cả vụ từ 4.800 đến 5.400 một ký giống lúa dài như OM18, OM5451 và giá dao động từ 5.800 đến 7.000 một ký đối với giống lúa RVT và các loại giống ST. Sau khi thu hoạch xong, mỗi công lúa, nông dân lợi ít nhất từ 2.500.000 đến 4.000.000 đồng một công. Kết quả là vậy, nhưng nguyên nhân vì sao mà nông dân Hậu Giang có thể vượt qua mùa hạn mặn dễ dàng? Đó là do kinh nghiệm đúc kết từ các năm trước và sự đầu tư đúng đắn của hệ thống thủy lợi những năm qua như tuyến đê bao Long Mỹ - Vị Thanh, Ô Môn - Sà No, cống Hậu Giang 3 và các cống thủy lợi nội đồng. Trên nền tảng thủy lợi đó, ngành chuyên môn đã có những cơ sở phân bố lịch thời vụ hợp lý nhất. Thông qua cái dự báo được cái tình hình hạn mặn của các cơ quan khí tượng thủy văn đó thì chúng tôi cũng có căn cứ vào cái tình hình thực tế của tỉnh để bố trí cái lịch thời vụ xuống giống làm 3 đợt. Cái đợt thứ nhất là cuối tháng 9 âm lịch, thì cái đợt này chúng tôi xuống giống cho những cái khu vực mà nước rút trước. Rồi cái đợt thứ hai là cuối tháng 10 âm lịch, đó thì đây là một cái đợt xạ xuống giống chính của cái vụ lúa đông xuân. Còn đối với cái đợt thứ ba là cuối tháng 11, thì để mà vét đuôi những cái diện tích còn lại. Còn về cái khuyến cáo về mặt kỹ thuật á, thứ nhất là về cái giống, thì những cái khu vực mà có khả năng bị ảnh hưởng của hạn mặn thì bà con nông dân nên chọn những cái giống lúa ngắn ngày. Cái thứ hai, sử dụng những cái loại phân như có chứa kali, canxi, silic để mà tăng cường cái sức chống chịu của cây lúa. Bà con nông dân cũng áp dụng những cái biện tiến bộ kỹ thuật như là 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm, cũng như là tưới tiết kiệm nước, ngập sâu khô san kẽ. Đối với cái đợt hạn mặn lịch sử của năm 2015-2016, từ đó chúng tôi cũng đã có rút được cái kinh nghiệm. Một là từ đó đến nay thì chỗ ngành thủy lợi cũng đã tham mưu xây dựng những cái hệ thống đê bao, những cống, cái trạm, cái đập để mà ngăn mặn. Còn về phía chính quyền địa phương và người dân thì cái nhận thức về phòng chống hạn mặn đã được nâng cao lên, không còn cái sự chủ quan nữa. Bên cạnh đó thì nhiều cái biện pháp về mặt kỹ thuật, thì cộng những cái yếu tố đó thì đã làm nên một cái vụ đông xuân này tương đối là an toàn. Ông Nguyễn Văn Lập đã thu hoạch lúa gần một tháng nay, năng suất đạt 850 ký một công. Tuy không bằng anh em trong xóm vì lý do sức khỏe nên ông chỉ bón 2 lần phân và phun 2 lần thuốc, nhưng điều làm ông vui nhất là không bị mặn gây thiệt hại như năm 2016. Vì ông theo lịch thời vụ xạ sớm và chỉ còn làm 2 vụ ăn chắc. Chung hôm nay bà con ở đây cũng làm kịp vụ, kịp nước đó. Thì thu hoạch thì cũng đỡ hơn mỗi năm. Dòng ấp chính thì vô tấn nhiều lắm. Riêng thì chú cũng bệnh hoạn đó, rồi làm thì không bằng ta. Thì cũng 800 ngoài, tính ra lời hơn mỗi năm nhiều lắm. Xạ cái giống đại thông 8 này đó. Nó có lợi cái nó cũng nhẹ phân, thuốc nó cũng nhẹ nữa. Chung về nước mặn ở đây cũng nhờ có cống rồi đó. Cống ở ngoài trận rồi ở trong, rồi bà con mình cũng có bọng đó. Trong ruộng làm bờ, rồi bí nước là không mà, không có cho vô. Thì tới nước ngọt mình đưa vô, xả chứ giờ là bà con siết khô luôn, không cho nó vô. Vì ở đây cũng có khuyến nông xả đó, tới lui với bà con đó. Rồi báo có đo mặn với trên huyện nào xuống đó, đo mặn rồi
kêu bà con giữ nước lại, đừng có thải vô. Là khu vực xạ trễ nhất trong huyện Long Mỹ, nhưng cánh đồng ấp 8 xã Vĩnh Viễn A cũng đã an toàn để thu hoạch. Ông Danh Linh đang cắt 8 công ruộng của mình với niềm vui tươi phấn khởi. Đang bị dịch bệnh cần thêm hạn mặn mà lúa của ông không bị thiệt hại năng suất và giá bán cũng 5.300 đồng một ký. Không bị sụt giảm nên ông rất hài lòng. Đạt được kết quả này, ông Linh cho biết là do hiệu quả từ các đê bao cống đập chống mặn, việc nạo vét kênh mương nội đồng, điều chỉnh lịch thời vụ xuống giống hợp lý. Giờ rất là mừng luôn, bây giờ là phấn khởi dữ lắm rồi đó, rồi lúa có giá luôn nữa. Thì tấn không biết chứ còn cỡ 900 ngoài ký chắc được. Bây giờ anh em đã cắt rồi đó. Thì mấy ông báo cho mình, thì mấy ông cán bộ ở địa phương á, thì vừa có mặn thì ổng đo trước cho mình rồi bắt đầu ổng lên cho mình hay. Rồi cho mình đừng có bơm, chừng nào ta đắp cống rồi, chừng nào nước đo độ, nếu mà không có độ mặn thì mới bơm lên. Huyện Long Mỹ và thành phố Vị Thành là hai đơn vị thường bị mặn xâm nhập nhất. Nhưng với hơn 200 cống đập lớn nhỏ đã chặn đứng được mặn từ ngoài sông Cái không lên đồng. Từ cuối năm rồi tới nay, các cống đập luôn vận hành hiệu quả, nên vụ lúa đông xuân đã thắng lợi hoàn toàn. Hiện đã qua đỉnh điểm mặn, nhưng bà con nông dân ở huyện Long Mỹ vẫn đợi mưa và tuân theo lịch thời vụ của ngành chức năng. Thưa quý khán giả, bà con trồng lúa đã đúc kết cho mình những kinh nghiệm quý báu sống chung với hạn mặn. Còn những vùng trồng cây ăn trái và dường cũng đang áp dụng giải pháp trữ nước được ngành khuyến nông chuyển giao công nghệ sau khi học tập kinh nghiệm ở Bến Tre trong cuối tháng 2 vừa qua. Cách làm tiện lợi, hiệu quả, chi phí hợp lý được nhiều nhà vườn đồng tình ủng hộ. Túi trữ nước này được làm bằng ống cao su trắng. Trong mương vườn đã được nạo vét sâu, dọn dẹp sạch sẽ cây cối dược cản dưới đáy mương. Ông Võ Văn Ngỡi là người đầu tiên áp dụng biện pháp trữ nước này với thể tích dự trữ khoảng 80 mét khối nước. Với chi phí đầu tư khoảng 3 triệu đồng, tính cả tiền mua vật liệu và thuê mướn nhân công nạo vét mương. Ít thôi nhưng mà mình cũng sợ từ đây tới nó có mặn nhiều hơn nữa. Thành ra mình phải chuẩn bị cái nước tưới này cho nó hiệu quả hơn. Tôi thấy cái hệ thống mà giữ nước ngọt này hiệu quả, thấy tôi thích. Bà con đây cũng ham, thì để dành sử dụng cho cây con với cây có trái. Thì thời gian hết mặn thì mình cho nước ngọt vô lại. Tưới thì khoảng chừng tuần được. Trước khi làm cái túi này thì mình phải tát mương cho nó cạn, rồi vét hết trình, rồi mới trải lưới trên sông, rồi mình mới đưa cái túi đi lông vô, rồi mình mới cho nước vô. Rồi mà thấy nước mặn thì mình phá lại. Cái này tính ra là cái túi này nó không có mắc tiền quá, cũng khoảng chừng 3 triệu ngoài là được rồi. Đây là mô hình thứ hai được ông Nguyễn Hoàng Phận thực hiện tại mương vườn nhà với dung tích khoảng 60 mét khối nước. Cách làm khá đơn giản nên chỉ cần khoảng 3 người thực hiện trong 1 giờ đồng hồ là xong. Sau khi mương được dọn sạch, trải một lớp lưới cước bên dưới, sau đó cho ống cao su xuống. Dùng một sợi dây ruột xe để buộc ống lấy nước vào có lưới lọc, đầu còn lại buộc chắc chắn. Tại ống motor lấy nước lên tưới, khoét một lỗ dừa để đúc ống xuống. Khi mới tham quan mô hình nhà ông gửi, thì ông Phận đã quyết định làm ngay sau đó với sự hướng dẫn của cán bộ khuyến nông. Thì thấy bên chỗ anh Năm Ngãi đồ làm nè, thì thấy cái mô hình đó là chứa nước đồ vậy, tứ mình có gì mình chứa ứ nước ngọt đó, mình tứ thông thường thì ở ngoài, có gì mình ứ trong đó rồi cái sau mà có nước mặn mình dạch trong cái bọc đó ra mình tứ, được vài ba ngày thì nó qua nước mặn rồi, cái đó hiệu quả đó là hiệu quả. Nếu mà hiệu quả rồi sao tôi làm riêng của tôi, mương nào tôi cũng là làm vậy hết trơn. Là mà lỡ có mặn kéo dài ngày đó là tôi cũng có nước tứ, tôi bơm qua tôi tứ được nữa. Với cái diện tích vườn cây ăn trái của Châu Thành là trên nó là 10.000 hecta, cho nên đối với vấn đề mà ứng phó với hạn mặn thì cũng luôn cảnh giác. Cái thứ hai nữa là cái sông cây côn, mà nếu mặn mà ở đầu dàm là 4.6 thì nó kéo dài vô khoảng trên dưới 10 cây số là nó phải nhiễm mặn. Nó nhiễm mặn qua các cái xã như là Phú Tân, Mấy Dầm và Phú Hữu. Thậm chí nếu sâu hơn nữa thì tới Đồng Phước. Hiện nay thì đối với trung tâm khuyến nông phối hợp với đoàn sở nông nghiệp cũng làm cho là bà con nông dân ở huyện Châu Thành mà cụ thể ở xã Phú Tân tại đây nè là hai cái mô hình để trữ nước ngọt. Thì theo đánh giá của cơ quan chuyên môn như chúng tôi đó, với chính quyền địa phương với mấy chủ hộ mà thực hiện á,
thì đây là một cái mô hình là rẻ tiền, dễ làm. Một ao mà chứa nước ngọt khoảng 80 khối thì trên dưới khoảng 3 triệu thôi, cho nên là rất là dễ làm. Cái này thì đối với phòng nông nghiệp cũng ghi nhận để triển khai cho các ban ngành đoàn thể của xã, của ấp cũng như phối hợp với đoàn thể của huyện để tuyên truyền vận động cho bà con mình đến tham quan. Nếu bà con nào có nhu cầu thì nhân rộng cái mô hình này để bà con mình trữ nước ngọt trong thời gian tới. Theo thiết kế này thì mặn sẽ không thẩm thấu được, còn cao su trắng để dưới nước thì sẽ bền hơn, có thể sử dụng từ 4 đến 5 năm. Đây là cách làm hiệu quả mà các địa phương đã áp dụng thành công. Tuy nhiên, ở Hậu Giang sẽ dễ thực hiện, hiệu quả chống mặn cao và ít tốn chi phí hơn khi các nhà vườn đều có mương rất sâu, nước ra vào thuận tiện và thời gian bị nhiễm mặn không kéo dài, và có dự báo tốt nên sẽ chủ động dự trữ tốt. Thưa quý khán giả, khi có kế hoạch chu đáo ứng phó với hạn mặn sẽ giúp cho người dân chủ động bảo vệ vườn cây ruộng lúa hiệu quả. Mỗi địa phương có mỗi kinh nghiệm, vì vậy khi có thể áp dụng giải pháp nào tốt cho mình thì nhà nông nên lựa chọn để chủ động sống chung với hạn mặn ngày càng gay gắt. Chuyên đề khuyến nông xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chuyên đề kỳ sau.